vấn đề cái luật đầu tư công thì tôi cũng xin giải trình thế này. Thực ra đây cũng là một cái vướng mắc, mà cái vướng mắc này chắc là phải cần có sự giải thích luật của Thường vụ Quốc hội để các bộ ngành và các địa phương triển khai thực hiện một cách chính xác nhất, hay nói cách khác là yên tâm nhất. Về cái ranh giới giữa chi thường xuyên và chi đầu tư thì trên cơ sở cái tờ trình của Chính phủ thì các cơ quan của Quốc hội đã khẳng định và Quốc hội đã có văn bản trả lời Chính phủ là trong thực tiễn cũng như trong quy phạm định pháp luật không có một cái văn bản nào hay một cái trường hợp nào mà quy định cái mức chi phí thường xuyên và chi đầu tư là căn cứ vào cái giá trị số tiền cả. Không phải là 15 tỷ trở lên thì đầu tư công, mà dưới 15 tỷ thì lại là thường xuyên cả. Chúng ta chi lương là chi hàng trăm nghìn tỷ đây. Chúng ta chi cho giáo dục đào tạo hàng trăm nghìn tỷ đây. Thì đều là chi thường xuyên cả. Đó là tính chất của các khoản chi, chứ không phải là giá trị của các khoản chi. Và các cơ quan Quốc hội nói rằng không có vướng mắc gì trong luật đầu tư công cả. Và yêu cầu Chính phủ ra soát lại, xem có vướng mắc gì trong luật ngân sách nhà nước hay không. Thì cho đến bây giờ sau khi ra soát cũng không kết luận là không có vướng mắc về luật ngân sách nhà nước. Kết luận bước đầu như vậy. Và do đó mà Quốc hội đã đưa cái việc mà giải quyết cái nghị quyết đặc thù về vấn đề chi thường xuyên và chi đầu tư ra khỏi cái chương trình, không chấp nhận cái việc đó. Và bây giờ nếu như mà các bộ thấy rằng và Chính phủ thấy rằng là trách nhiệm giải thích pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như thế nào thì các bộ phải có cái đề xuất thì Thường vụ Quốc hội mới đi giải thích được. Chứ Thường vụ Quốc hội không giải thích những cái gì mà đã rõ hoặc những cái nội dung mà không có ai yêu cầu giải thích. Thì tôi xin báo cáo với Quốc hội và báo cáo với Chính phủ và các bộ như vậy cho nó rõ ràng, cho nó minh bạch. Và vấn đề này chúng ta đã tranh luận nói với nhau rất nhiều rồi. Tại diễn đàn Quốc hội tôi nhớ Bộ trưởng Tài chính nói là từ nay chúng tôi không nêu lại vấn đề này nữa. Nhưng hôm nay Bộ trưởng lại nói lại vấn đề này. Vì đã 3 lần rồi, chúng tôi đã trả lại cái văn bản này cho Chính phủ. Có liên quan gì đến cái luật ngân sách hay không thì trong lần rà soát này Bộ Tài chính cũng không nói là có cái vấn đề là phải rà soát. Thì tôi xin báo cáo là như vậy. Cái chi thường xuyên hay chi đầu tư ấy thì tôi xin nói với các đại biểu là chúng tôi đã nghiên cứu rất rất kỹ cái luật đầu tư công và luật ngân sách. Luật đầu tư công bắt đầu ban hành từ năm 2014, trói hết toàn bộ các cái hoạt động vào trong cái gọi là đầu tư công. Ví dụ như sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cả toàn bộ cái tài sản công, không có gọi là phân biệt giá trị bao nhiêu tiền đưa vào, thì đương nhiên là khi coi chúng ta thực hiện cái tài sản đấy thì rõ ràng nó phải bị điều chỉnh bởi luật đầu tư công. Hai, luật đầu tư công quy định các cái khoản chi về đầu tư nếu không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì không được, và hàng năm thì không được chi, thế thì gọi là vi phạm. Thứ ba nữa là cái kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm phải gọi là phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nếu không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là vi phạm. Và chính điều đấy càng bị trói cả cái quy hoạch, chi phí gói của quy hoạch, chi phí làm quy hoạch, chi phí để chuẩn bị đầu tư, hay là gói của là các cái vấn đề như là hỗ trợ lãi suất cũng đưa vào gói luật đầu tư công. Cho nên dẫn đến hiện nay các cái ngân hàng thương mại nhà nước vẫn nợ 2.000 tỷ nhưng mà vẫn gói không bố trí kinh phí được để gói của là hỗ trợ cho các cái ngân hàng chính sách. Ví dụ như vậy, thì tôi cũng muốn nói với các ông chí là thế nào cũng được, nhưng vấn đề chúng ta làm cho đúng. Nhưng mà đừng gọi là đẩy cái trách nhiệm đấy xuống cho gọi của những người quản lý. Sau này gọi bị kỷ luật, sau này bị vướng, rất là gọi là mệt mỏi. Cho nên nhiều gọi là các ông chí là sửa nhà cửa gói hỏng, không có dám sửa. Đấy, tôi đi Đức, tôi sang Đại sứ quán Đức không có hàng rào. Tôi hỏi đại sứ bảo là tại sao không làm hàng rào đi. Nói là điền về Bộ Ngoại giao bảo là luật đầu tư công không bố trí vào trung hạn, cho nên không làm được hàng rào. Đấy là gọi là sự thật. Và trong cái nghị quyết 973 năm 2020 của Thường vụ Quốc hội đưa gói toàn bộ cái chi phí về vấn đề xây dựng công nghệ thông tin vào đầu tư công. Các ông chỉ đọc lại việc chẳng hạn như là xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, rồi bảo mật công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ thông tin, vân vân, đều trói vào, đều phải thực hiện theo luật đầu tư công. Vậy thì rõ ràng gói bây giờ chúng ta phải gói cầu giải quyết như thế nào để đảm bảo cho gói cầu là kinh tế phát triển, để đảm bảo cho không vướng khi gói cầu cán bộ làm. Mà khi cán bộ làm ấy
mà gói cổ là thực hiện theo đúng lãnh đạo chỉ đạo rồi thì không bị sai phạm. Dạ xin hết ạ. À, còn lúc tôi báo cáo với Chủ tịch Quốc hội là khi tôi nói là từ nay tôi không nói đến vấn đề này nữa là vì tôi trình 3 lần rồi, tôi mệt quá rồi, tôi nên tôi không nói nữa. Đấy thôi, chứ không phải là đồng ý. Xin báo cáo với Quốc hội là hai cái tổ mà tổng rà soát văn bản vi phạm pháp luật. Một cái tổ của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm tổ trưởng. Một tổ của Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định phụ trách pháp luật của Quốc hội làm tổ trưởng. Hai tổ rà soát độc lập tổng hợp từ các bộ ngành, các địa phương lên. Liên quan đến hơn 500 văn bản từ thông tư, nghị định cho đến luật. Trong đó có cả luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công. Thì không hề có một bộ nào nói gì về vấn đề này là vấn đề vướng mắc và ách tắc cả. Thì đại biểu có thể đọc ở trong cái báo cáo về rà soát và các cái danh mục về rà soát. Và để cho nó tường minh thì chúng tôi cuối buổi sẽ mời chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh là báo cáo thêm với Quốc hội vấn đề này. Chứ còn nếu mà trường hợp nó có vướng mắc thì chúng ta sẵn sàng chúng ta sửa đổi bổ sung. Nếu mà chưa rõ thì sẵn sàng có cái giải thích. Như vấn đề nguyên nhân nó nằm ở đâu thì tí nữa là cuối buổi thì phiên này thì chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh sẽ nói thêm là lý do ở đâu và vì sao ở chỗ này. Vì thông tư, nghị định hay là do luật? Nếu thông tư và nghị định mà sai thì phải sửa thôi.